Thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 và các văn bản chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa qua đã ban hành công văn số 1785 về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trong thời gian phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thì công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại Quảng Nam sẽ được chi trả tận nhà. Hiện nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đang thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trên 32.000 đối tượng thụ hưởng, trong đó 24.000 phải chi trả tiền mặt trực tiếp và gần 8.000 người đăng ký nhận thẻ qua tài khoản cá nhân trả. Việc chi trả thường xuyên bắt đầu vào ngày 5 hàng tháng và tổ chức chi trả trong vòng một tuần. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, tránh tập trung đông người và tạo điều kiện tốt nhất cho người dân trong thời điểm phòng chống dịch COVID-19, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương giao bưu điện xây dựng phương án chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4 và tháng 5 năm 2020 vào chung một kỳ chi trả tháng 4. Thời điểm bắt đầu chi trả từ ngày 16 tháng 4 năm 2020 đến ngày 20 tháng 5 năm 2020. Hình thức chi trả tận nhà cho người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Hiện nay, theo thống kê mới nhất, tổng số người phải thực hiện chi trả tận nhà trong toàn tỉnh là 24.272 người, trong đó có 21.166 người đã có địa chỉ cụ thể. Số người không có địa chỉ chi trả cụ thể, bưu điện các xã, phường, thị trấn sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương tiếp tục rà soát thực hiện chi trả tận nơi khi xác định được địa chỉ hoặc thông báo cho người thân của người nhận chi trả liên hệ bưu điện xã để được hướng dẫn cách nhận tiền trợ cấp đảm bảo. Việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội phải đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian chi trả cho người hưởng, như nhân viên đảm bảo không liên quan đến yếu tố dịch tễ, thường xuyên đeo khẩu trang trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, đo thân nhiệt ít nhất mỗi ngày 2 lần, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn sau mỗi lần chi trả và thực hiện các biện pháp khác theo khuyến cáo của cơ quan y tế nhằm đảm bảo yêu cầu của công tác phòng chống dịch COVID-19.